hàng trăm nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa, hàng triệu hộ cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được lùi thời hạn nộp thuế. Dự thảo nghị định mới đây của chính phủ nhằm giúp các doanh nghiệp có thêm sức đề kháng chống đỡ với dịch bệnh. Vậy nhưng ai sẽ được lùi thời hạn nộp thuế? Việc gia hạn sẽ được thực hiện như thế nào? Chiều nay, thì Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo để công bố chính thức dự thảo nghị định về giãn nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đây là động thái tiếp theo của chính phủ để ủng hộ các doanh nghiệp và người dân có thêm động lực tiếp tục sản xuất kinh doanh. Tại buổi họp báo chiều nay, thì đại diện Bộ Tài chính đã khẳng định rằng dự thảo nghị định này dự kiến là sẽ giúp đỡ được tới tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi mà số lượng các doanh nghiệp này đang chiếm tới 93% số lượng các doanh nghiệp của Việt Nam. Dự thảo quy định là thời hạn nộp thuế của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được gia hạn thêm 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế. Theo ước tính, thì việc gia hạn thời gian sẽ khiến số thu ngân sách nhà nước của các tháng này giảm khoảng 22.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số thu của cả năm sẽ không giảm do doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Số tiền thuê đất được gia hạn dự kiến khoảng 4.500 tỷ đồng. Thời hạn nộp là trước ngày 31 tháng 10 năm nay. Đối tượng thụ hưởng đều là các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh bị thiệt hại bởi dịch COVID-19. Trong ngành kinh tế cấp 2 là các doanh nghiệp hộ gia đình thuộc các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất chế biến thực phẩm, dệt giày dép, điện tử, máy vi tính, sản xuất lắp ráp ô tô. Các ngành nghề như là vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải, dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống. Vậy thì các hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp sẽ cần phải làm gì để mà được gia hạn nộp thuế? Tại buổi họp chiều nay, thì trả lời phóng viên, đại diện Bộ Tài chính đã khẳng định thủ tục là vô cùng đơn giản. Không cần giấy xác nhận thiệt hại. Việc cần làm duy nhất của người nộp thuế đó là gửi đơn theo mẫu tới cơ quan thuế trước ngày 31 tháng 5 năm 2020. Gửi mỗi cái giấy thôi. Và như vậy là ở đây hàng tháng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế anh vẫn phải kê khai. Nhưng anh gửi cái này thì lập tức trên cơ quan thuế phải có trách nhiệm rà soát và ra. Không cần đánh giá thiệt hại gì, chỉ cần mỗi cái đơn thôi. Đấy là ý thứ nhất. Cho nên là không có phải kê khai cái trước thì thiệt hại gì, không phải ai xác định gì cả. Trả lời câu hỏi của phóng viên, giải pháp nào để việc gia hạn tiền nộp thuế đúng đối tượng và không bị trục lợi? Đại diện Bộ Tài chính cho biết, dự thảo nghị định sẽ chỉ gia hạn tiền thuế phát sinh mà không gia hạn số nợ có từ trước. Chỉ gia hạn cái tiền thuế phát sinh rồi. Như vậy nó không có gia hạn của cái số nợ trước. Như anh Bôn đặt vấn đề là trước đây anh có nợ đúng không? Thì bây giờ anh có gia hạn cái tiền nợ hay không? Thì nếu chúng ta gia hạn tiền nợ ấy thì rõ ràng chúng ta đánh đổ giữa doanh nghiệp chấp hành tốt và doanh nghiệp không chấp hành. Cho nên ở đây trong nghị định đã nêu rõ là gia hạn tiền thuế phát sinh, giá trị tăng phát sinh phải nộp, tức là của các tháng này. Và cứ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn, chứ không phân biệt là ông bị tác động nhiều hay không nhiều. Dịch bệnh COVID-19 hiện vẫn còn diễn biến phức tạp. Bộ Tài chính sẽ bám sát diễn biến của dịch và trên cơ sở đó sẽ tiếp tục đề xuất các giải pháp hỗ trợ kịp thời tiếp theo cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh đã gặp không ít khó khăn, thì việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất ngay lúc này là một sự hỗ trợ rất kịp thời. Nhóm phóng viên của Bản tin Tài chính Kinh doanh đã kịp phỏng vấn và lấy ý kiến của người nộp thuế ngay trong chiều này. Thông thường thì vào mùa này, những khu vực ở xung quanh bờ hồ Hoàn Kiếm sẽ luôn tấp nập du khách đến tham quan. Thế nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 mà nơi đây trở nên vắng vẻ và điều hưu hơn bao giờ hết. Nhiều dịch vụ, cửa hàng phải đóng cửa vì không có khách. Trong tình trạng khó khăn chung như thế này, nếu như nghị định về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của Bộ Tài chính được Chính phủ phê duyệt thì sẽ là một điểm sáng hy vọng cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong mùa dịch bệnh này. Chủ cửa hàng này cho biết khách du lịch giảm dẫn đến việc họ đang vô cùng khó khăn để duy trì hoạt động. Nếu được giãn thời gian nộp thuế sẽ phần nào giúp giảm gánh nặng. Ví dụ như là tiền cửa hàng chi phí bằng ở cái tuyến phố xã đàn ấy, nó rất là lớn. Bên mình vay thuê mà trong khi đấy thì lượng khách sụt giảm rất là lớn, rất là nhiều. Nhân viên các bạn cũng rất là khó khăn, chính sách rất là hỗ trợ doanh nghiệp trong cái thời điểm khó khăn này. Nó chiếm doanh thu mình không lớn nhưng mà nó cũng là những cái động viên về mặt tinh thần cũng như là về mặt kinh tế. Còn đối với doanh nghiệp du lịch này thì khi dịch bệnh xảy ra,
toàn bộ khách hàng đã hủy, hoãn chuyến, khiến dòng tiền tài chính công ty bị ảnh hưởng, để lại thiệt hại không nhỏ. Do vậy, gói hỗ trợ tài khoá 30.000 tỷ về hoãn giãn thuế được xem là cứu cánh cho doanh nghiệp. Thì chúng tôi cũng hết sức là phấn khởi, hết sức là hoan nghênh, bởi vì cái gói hỗ trợ này đó nó sẽ giúp giải quyết được rất là nhiều vấn đề, mà đặc biệt là về vấn đề phương diện tài chính. Thì chúng tôi cũng chịu cái áp lực từ nhiều phía, áp lực từ phía đó là mình cũng đã thanh toán hết cho các cái nhà cung ứng trong nước cũng như là ngoài nước. Là một trong những cái động thái mà rất tích cực và nó an ủi được khá nhiều đối với doanh nghiệp. Một tháng thì chi phí của một cái doanh nghiệp bình thường, nhỏ, vừa và nhỏ thôi, thì nó cũng phải cả tiền thuê nhà, cả tiền nhân viên cũng có đến 1-200 triệu tiền chi phí. Chính phủ làm được triệt để về cái vấn đề giảm trừ cho doanh nghiệp ấy, thì tôi nghĩ là áp lực giảm trừ 30-40%. Cùng với các chính sách cho vay giảm lãi suất, giãn nợ của các ngân hàng, thì việc giãn nộp thuế sẽ là một cú hích giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thêm sức đề kháng, hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trước ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngoài những ý kiến đồng tình, ủng hộ trước sự hỗ trợ này của chính phủ, thì cộng đồng các doanh nghiệp, cá nhân hộ kinh doanh cũng mong muốn là có thêm những cái đóng góp vào cho dự thảo nghị định của chính phủ được cụ thể và thiết thực hơn nữa. Trong đó thì các doanh nghiệp mong muốn được chính phủ phân chia các cái hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng để mà có những cái sự hỗ trợ cho đúng và trúng. Theo đại diện doanh nghiệp lữ hành này, từ đây đến tháng 6, hầu như các doanh nghiệp du lịch không có doanh thu hoặc là rất ít, cho nên việc hoãn nộp thuế giá trị gia tăng sau 5 tháng nữa hầu như không có tác dụng. Do vậy, theo kiến nghị của doanh nghiệp, tháng 3 này là thời điểm quyết toán thuế. Nếu được, Bộ Tài chính cho hoãn lại thuế thu nhập doanh nghiệp đến tháng 9 để doanh nghiệp có nguồn tài chính vượt qua khó khăn lúc này. Cần phải có một chính sách cụ thể để mà những doanh nghiệp bị ảnh hưởng có thể là lùi lại cho đến nộp sau tháng. Tức là khoảng độ đâu đó vào tháng 9 hoặc tháng 10. Nếu mà chúng ta tính đến tháng 6 thì tôi cho rằng là với thị trường du lịch hiện nay thì nó chưa kịp phục hồi và cái nguồn thu bị giảm rất là sâu. Còn đối với các doanh nghiệp thường xuyên xuất nhập khẩu thì lại có nguyện vọng được chính phủ hỗ trợ thêm về hoãn thuế khi mở tờ khai. Tôi là phải nộp tiền ngay khi mở tờ khai thì mới được thông quan hàng hóa. Thì nếu như mà nhà nước có chính sách hỗ trợ thì chúng tôi cũng chỉ mong muốn là sẽ được nộp thuế đấy trong vòng từ 30 ngày đến 90 ngày sau khi hàng hóa thông quan hoặc được đảm bảo bằng bảo lãnh của ngân hàng. Phân loại cụ thể các lĩnh vực ngành nghề, mức độ hỗ trợ như thế nào cũng là kiến nghị của các chuyên gia, vì có như vậy mới đảm bảo được tính hiệu quả của gói tài khoá này. Lĩnh vực mức giảm giãn miễn cụ thể tiếp theo đó là cụ thể về phương án để tiến hành nó, cái phương thức để làm việc. Chứ bây giờ lại sinh ra là cái xin cho, thế lại sinh ra một cái xin cho của cái đã xin cho. Thì cái điều đó là điều chủ trương thì rất hay, công việc thì không khó lắm, mà cuối cùng lại dính một tí thì vẫn dở quá. Cũng theo ông Dương, sự hỗ trợ này của chính phủ không chỉ riêng là việc của Bộ Tài chính, mà còn cần sự tham gia đồng bộ của tất cả các ban ngành, đặc biệt là trong khâu cải cách hành chính. Và cuối cùng, quyết định tính hiệu quả của gói tài khoá chính là từ nội lực của các doanh nghiệp được hỗ trợ. Tại buổi họp báo chiều nay, thì đại diện Bộ Tài chính cũng cho biết là sẽ ghi nhận những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, các chuyên gia và các cơ quan chức năng của các bộ ngành để mà sớm hoàn thiện dự thảo và sớm trình chính phủ ban hành trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt là nghị định này sẽ không phải chờ ban hành thông tư hướng dẫn mà sẽ có hiệu lực ngay kể từ ngày ký, và để sự hỗ trợ này sẽ sớm được đến với tay các doanh nghiệp và người dân.